trong bàn tròn thứ năm của BBC tiếng Việt với Nguyễn Giang xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, hôm nay tôi có vinh dự được nói chuyện với bà Trần Phương Hoa là một nhạc sĩ từ thành phố Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức sang thăm Đài BBC. Chúng tôi sẽ nói chuyện về đề tài giáo dục Việt Nam. Nhưng câu chuyện quý vị đã biết là cái vụ tát học sinh ở Quảng Bình 231 cái khiến cô giáo tên là Thủy ở đó đã bị khởi tố. Thì mở đầu câu chuyện hôm nay thưa quý vị là cái vấn đề giáo dục của Việt Nam mà có lẽ chúng ta đã được nói đến rất là nhiều rồi và những cái chuyện này đã được báo chí Việt Nam đề cập khá là nhiều những ngày qua gây ra những cái gọi là tổn thương cho rất nhiều bậc phụ huynh vì họ cảm thấy như là con họ bị tát vài trăm lần bởi các bạn do một cái lệnh của một cô giáo ở một trường um, từ tỉnh Quảng Bình thì có lẽ chúng ta nên rời xa những cái vấn đề rất là rất là địa phương như vậy để nói chuyện về cái chuyện là tại sao mà ở một nước như nước Đức là nước có nền giáo dục có thể đứng đầu ở châu Âu Uh, châu Âu lục địa này, phần bỏ Anh sang một bên thì là Đức đứng thứ, thứ tư trên thế giới và thứ nhất Châu Âu. Uh, họ vẫn có một cái nền giáo dục có thể nói là vừa có kỷ luật vừa có sáng tạo mà không phải có những cái hành xử có tính chất gọi là gọi là, là abuse tức là uh, hành hạ trẻ em hay là đánh đập như vậy. Thì bà Trần Phương Hoa bà đã có nuôi con nhỏ lớn ở nước Đức nhiều năm và bà cũng quan sát cái hệ thống giáo dục ở bên đó đã nhiều rồi thì bà thấy cái bí quyết của họ là gì họ làm thế nào mà để cho chẳng hạn như là thầy cô giáo đức không bao giờ đánh học sinh. Tôi là nghệ sĩ, ngoài ra nữa tôi tham gia cái hệ thống giáo dục của Đức giảng dạy cũng đã chính thức mười mấy năm. Thì ra ngoài ra nữa tôi cũng là một người mẹ. Tôi đã cũng có những con nhỏ đã từng đi học ở trường Đức và do đó thì tôi cũng có rút được ra một số kinh nghiệm. Cái thứ nhất là cái nền giáo dục ở Đức không bao giờ có chuyện đánh trẻ trẻ em. Cái đấy là rất là rõ ràng. Thế còn tôi nghĩ rằng là cái đấy là nó là một cái quá trình Tại vì là cái nền giáo dục của Đức thì được uh, hiện nay đang được thịnh hành ấy là nó được hình thành từ thế kỷ thứ 19 do ông Humboldt là người sáng tạo ra, sáng lập ra và đến nay nó vẫn được vận hành theo cái 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 khung đó và từ thời đó đến nay là cái nền giáo dục đó đã được giáo dục với tính cách là um, học sinh đi học nhưng mà từ cái cấp Uh, mầm non tức là bộ giáo nhà trẻ nhà mình ấy thì uh, nó chia ra các cấp giáo dục rất rõ ràng Vậy. ví dụ như nhà trẻ trẻ con đi học còn tính chất là vui chơi là chính nhưng vui chơi ở đây không có nghĩa là các cháu tự chơi gì cũng được và gây gỗ đánh nhau mà các cháu vui chơi dưới sự hướng dẫn của các cô giáo và cái 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 lứa tuổi này ấy, các cháu đi học ấy, thì là học cách tự lập và cách uh, thực tiễn là đi thăm quan quan sát những cái cuộc sống hàng ngày để các cháu có một cái nền tảng và ngoài ra nữa là các cháu được phát triển những cái gọi là cái trí tưởng tượng của các cháu. Ví dụ như các giờ thủ công, các cháu tự làm thủ công theo ý mình chứ không theo một khuôn mẫu nào, bắt buộc là phải làm như thế. Cái hệ thống đó thì nó chưa thuộc về hệ giáo dục của Đức và hệ giáo dục của Đức bắt đầu tính từ trường tiểu học, tức là phổ thông cơ sở cho đến uh, hết trung học phổ thông thì lúc đấy là tùy theo tiểu bang và ở Đức thì nó có 16 tiểu bang và mỗi tiểu bang sẽ tự quyết định cái giáo trình học. của từng tiểu bang. Vậy vậy cho nó chia ra thí dụ như từ phổ thông trung học là có tiểu bang thì chỉ đến hết lớp 9, nhưng có tiểu bang là lớp 10. Cái đấy là tùy từng nơi nhưng mà cơ bản là ở những thí dụ từ cấp từ cấp 1 bắt đầu vào lớp 1 cho đến lớp 4 chẳng hạn thì cái 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 giáo trình học ấy của từng tiểu bang tự quyết định và họ chỉ đưa ra cái khung và đến khi về trường các trường sẽ tự lên cái 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 giáo trình học của mình và họ và sau đó thì các giáo viên sẽ tự phát triển cái giáo dục đó theo cái khả năng của mình thì nó đòi hỏi giáo viên là phải có cái sự sáng tạo và cái sự uh, uh, có thể làm đưa cho học sinh những cái ý tưởng riêng của mình vào đó. Vâng và xin được hỏi bà Trần Phương Hoa là từ kinh nghiệm của Đức thì bà thấy ở cái vụ tát học sinh học sinh tát nhau và cô giáo bồi thêm một nhát cuối cùng 231 trăm nghe rất là vừa nó vừa quái dị vừa đau lòng ấy thì ở việt nam người ta bị cái vấn đề là như cái vụ này cái cô giáo đó nói là phải vì phải thi đua với các lớp khác và cô giáo, cô giáo chủ nhiệm thế là cô cũng muốn nhấn mạnh đến cái tính kỷ luật là một bạn nào đó văng tục thì các bạn khác được quyền tát đúng không chưa nói chuyện đó là sai về chuyện hành hạ trẻ em hay là đánh lẫn nhau thực sự một hình thức bạo hành nhưng mà ở việt nam có vẻ như là giáo dục luôn lo lắng về sự kỷ luật rồi thi đua thì ở bên Đức nó là thế nào? ạ? Người ta tôi... làm sao người ta có cái chuyện giữ kỷ luật cho các lớp mà như bà nói là giáo viên có thể gần như là hoàn toàn chủ động sáng tạo trong chuyện tạo ra một cái môi trường học. Thì tôi thấy là ở Đức thí dụ trường phổ thông cơ sở chẳng hạn khi mà nó nó có rất nhiều cái yếu tố để nó tạo nên một cái, cái nền giáo dục riêng của nước Đức, Đức tức thí dụ như là học sinh không ngồi theo hàng hầu hết là ngồi theo hình chữ U. À, thì khi ngồi, ngồi theo, theo hình chữ vậy? U đó thì thành thì là nó thầy có sự tiếp xúc giữa giáo viên và và học sinh nó rất là thân thiện thế và không phải các cháu cứ ngồi như thế từ đầu năm đến cuối năm mà vài tháng có thể hai tháng ba tháng các cháu lại đổi chỗ cho nhau thì như thế thì các cháu nó sẽ có cái sự thân thiện với nhau nó có sự hòa đồng thế và ở trường này và trường khác không có sự thi, thi đua ở đây không có trường điểm À, hay quá quận nhỉ? nào à. cũng trường nào cũng như trường nào hết tất cả nó không có sự thư đua trường này sẽ tốt hơn và học và họ chỉ chia trường theo cái um, bố trí của cộng đồng à, cộng đồng sắc dân cộng đồng và khi các trường thì thường là nếu mà có cho học sinh tiếp xúc hay giáo viên tiếp xúc là cùng nhau để trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau cùng phát triển chứ chính vì thế cho nên học sinh được giáo dục một cách nó tôi nghĩ rằng là nó rất là hòa đồng với nhau và nó tạo cái điều kiện để hiểu biết nhau thì và nó sẽ tránh cái chuyện là va chạm. Khi người ta hiểu biết nhau nhiều hơn và người ta sẽ thông cảm với nhau thì nó đỡ xảy ra những cái chuyện va chạm giữa học sinh vì đã đã là trẻ con ấy thì rất khó là có những lúc nó không kìm được nhưng mà đến cái hiện tượng mà à, va chạm nhau tôi nghĩ là rất là, là giảm thiểu đến tôi đối thiểu. Thế ngoài ra những giáo viên và đánh học sinh thì không bao giờ có. Vâng, mà nhưng mà giả phép. sử một học sinh ở Đức mà phạm lỗi gì hạn thì người ta gọi là trừng phạt hay là người ta nhắc nhở như thế nào? À, tôi nghĩ là tùy từng mức độ phạm tội phạm phạm lỗi. Thì ví dụ như các cháu mà phạm lỗi nhẹ thì nhắc nhở. Nếu mà các cháu ví dụ tôi nghĩ là đi học nặng nhất là trốn học. Nếu trốn học thì sẽ báo báo về cho bố mẹ. Thì lúc đấy là trường sẽ làm việc với bố mẹ. Chứ còn nếu mà các cháu mà chẳng may va chạm đánh nhau thì các cô giải quyết rất êm nhẹ mà cách giáo viên với lại học sinh nó rất như là gia đình rất là tình cảm nó không có thì, thì, cứ bây giờ cái chứng kiến cái cảnh mỗi lần các cháu đến trường Nó nhìn thấy cô giáo nó tất cả chạy ra ôm chầm được cô giáo cô giáo xoa đầu cháu nọ xoa đầu cháu kia rất là vui vẻ cái khi các cháu đi học các cháu cảm như đến một cái nơi rất là ấm cúng như trong gia đình nhà mình cho nên các cháu rất thích đi học cái đấy vâng thì... tôi có xem một cái video clip được một số bạn bè chia sẻ thì người ta nó có một cái hình ảnh tức là các cháu bé ở một nước châu âu à, tôi chưa xem rõ là nước nào hay là mỹ thì là các cháu bé xếp hàng xong dạy nhau cách là ôm hôn nhau như là bày tỏ tình cảm tốt đẹp trong một buổi sáng trước khi vào lớp thì chuyện đó có xảy ra ở Đức không? Có những cái hành vi thương yêu nhau thay vì là tát nhau không ạ? Tôi nghĩ rằng là ở Đức thì nó không có cái hình thức là xếp hàng ra. Tôi cũng có xem cái video đấy rồi. Thì à. cũng không phải là tạo một cách là cô giáo đứng từ học sinh đến ôm hay thầy giáo đứng trước. Cái đấy thì ở Đức không có. Nhưng mà cái cách sinh hoạt đối xử cách với nhau của học sinh hàng ngày và cô giáo đã tạo cái không khí đó rồi. Thế Khi mà các cô giáo ấy nhìn thấy học sinh là tự giác, tự nhiên là các cháu cứ ùa ra ôm cô giáo, rất là vui vẻ. Thì không cháu. sợ cô giáo ấy. Không, cô giáo không bao giờ nặng lời. Cô ừ. giáo lúc nào nhẹ nhàng, vui vẻ với các cháu. Các đi vào trường học và cái tôi cho là cái từ cái cái cái, cái, cái cấp mầm non đấy, dạ mẫu giáo trẻ con đã được giáo dục là không không nói lớn tiếng, nhẹ nhàng với mọi người. Đấy, ngoài những cái kỹ năng sống khác thì cái đấy thì nó về sau nó cứ theo các cháu nó lớn lên đến khi vào trường đấy các cháu rất nhẹ nhàng nói chuyện không có cái chuyện to tiếng chính cái đó nó cũng tránh được nhiều sự va chạm tôi nghĩ là như thế vâng à, quý vị đang theo dõi chương trình uh, Facebook Live của BBC tiếng Việt từ phòng thu ở London tôi đang nói chuyện với bà Trần Phương Hoa đến thăm đài BBC từ thành phố Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức xin được hỏi bà thêm một câu nữa thôi tức là À, vậy thì sao cái cái, cái 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 tính sáng tạo của học sinh của trẻ em Đức được nhà trường truyền đạt thế nào cho gia đình tại vì ở Việt Nam gần như có cuộc chạy thi uh, thi đua đấy tức là ngay trong gia đình thôi là con mình phải nhất lớp rồi phải vào trường này rồi phải đi du học nước ngoài tức là nó là một cái cuộc chạy đua từ từ tấm bé thì mới Đức người ta làm thế nào người ta vẫn đứng đầu châu Âu mà người ta không hay là người ta giỏi rồi ta không phải đua với ai không tôi nghĩ là ở Đức lại không giáo dục trẻ con là hãy chạy đua mà ở Đức họ giáo dục trẻ con là hãy sống hòa đồng và phát triển khả năng của các cháu như từng cháu có. Cho nên là các cháu, cái mà họ dạy trẻ con từ bé là tự lập. Hãy sống tự lập và lớn lên khi đến trung học thì họ cái họ chú trọng cái phương pháp giáo dục trẻ con dạy trẻ con học ấy là hãy tự 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 giác học ở cái, cái cái học tự độc lập của mình và học theo nhóm tại vì cái nhóm khi mà học nhóm như thế thì các cháu có sự hiểu biết nhau hòa đồng nhau thì nó họ hướng trẻ con như thế chứ họ không hướng như tôi nói trước không có trường điểm không có uh, tất cả những cái đấy tất cả đều hòa đồng hết đấy và và tất nhiên không phải về sau đấy thì khi mà đến bậc trung học tất nhiên là họ sẽ hướng nghiệp các cháu hướng nghiệp các cháu là cháu nào nên đi theo trường nào vì cái trường phổ thông trung học của Đức nó chia ra năm sáu loại trường thì từ đấy là hướng nghiệp rồi thế thì là các cháu đi theo cái hướng như thế lên đấy tôi nghĩ là cái một chút về vậy? cái kinh nghiệm bản thân của ông bà đã nuôi các cháu ở bên Đức này là người gốc gốc Việt ấy, thì nếu mà giáo dục Việt Nam có nhiều vấn đề như vậy nhưng mà những người Việt Nam những gia đình Việt Nam sống ở Châu Âu này hạn hay là sống ở Hoa Kỳ tôi sẽ nói chuyện sau vị khách từ Hoa Kỳ thì mình có vấn đề gì không mình có cái có cái hay có những cái đức tính tốt gì không mà các cháu bé gốc Việt vẫn có thể hòa nhập được vẫn học tốt ở Đức hay là mình phải thay đổi hoàn toàn để hội nhập vào cái xã hội đó tôi nghĩ là như này nếu mà nói về vấn đề các cháu học sinh việt nam gốc việt nam um, mà hiện ở, ở đức thì tôi nghĩ là như này um, cái đầu tiên thì tôi nghĩ các cháu đã đi học từ bé ở đây thì các cháu sẽ tiếp thu cái nền giáo dục của nước đức nhưng mà tôi nghĩ trẻ con việt nam sống ở đức nó có một cái hơi bị nặng nề là như này khi các cháu đến trường thì cháu hòa nhập rất tốt nhưng khi về nhà thì bố mẹ các cháu lại sống Giống ở Việt Nam rất Việt Nam cho nên các cháu rất là khó ở chỗ là thí dụ tôi đã chứng kiến những gia đình đến và tại sao con người ta được điểm một mà mà con lại không được điểm một mà điểm con một là lại cao được điểm ba chẳng hạn nếu một... như không được lần sau bài kiểm tra mà không được điểm cao thì sẽ phạt nhưng cái đấy không xảy ra ở các gia đình của của, của châu Âu thế thì cái đấy thí dụ thế là cái cái tính cách người Việt Nam vẫn muốn con mình là số một rồi, là con bon mình, chen à. đúng rồi thế và cũng luôn luôn là tại sao con mình con người ta vào đại học mà con mình không vào đại học được hay có những tôi có những cái người gia đình chơi với chúng tôi thí dụ như là ở, ở ở Đức nó có một cái bình thường ra thì nó có bắt đầu hết cấp 1 thì nó có một cái gọi là cái trường năng khiếu thì mình có thể dịch nôm na là gọi là trường uh, uh... trường điểm trường chuyên ạ vâng đúng rồi thế thì um, thì cái lúc đấy là do cô giáo chủ nhiệm quyết định là cái cháu đấy có đủ khả năng để vào trường kia không nhưng có cái gia đình Việt Nam tôi quen ấy thì thấy rằng là um, tại sao con mình không được vào đến đề nghị cô giáo là cho con mình vào nhưng cô giáo nói rất rõ là cô giáo dạy con mình mấy năm rồi thì thấy là vào trường đấy là sẽ không được thì không nên cho vào nhưng mà ừ. gia đình đấy quyết tâm bắt vào có thì to tiếng với cô giáo rồi là tìm cách đến cuối cùng là cũng nói chung là cũng để cho con bé con gái mình nó bị áp lực rất là nặng nhưng đó. với với gia đình nhà tôi thì lại khác hai cháu nhà tôi đều sau khi hết lớp 4 tức là hết phổ thông cơ sở đều được chọn vào trường đó nhưng tôi lại không cho hai cháu học tôi hỏi các cháu các cháu và các cháu cũng không muốn tôi tôn trọng quyết định của các cháu và các cháu vẫn học trường bình thường như bình thường và sau đó đến hết bắt đầu lên cấp 3 thì các cháu chuyển sang vì tôi muốn là tuổi thơ là tuổi thơ không nên nhồi nhét quá nhiều vào đầu các cháu và các cháu hãy đi phát triển tự nhiên nếu như khả năng thực sự các cháu có thì các cháu sẽ lên đến cấp 3 các cháu vẫn vào được trường trường như thế tức là trường chuyên như thế và khi các cháu và cụ thể là hai con nhà tôi vẫn học tốt và khi tốt nghiệp đại học và cháu thứ hai hiện nay bắt đầu đi học thạc sĩ tôi nghĩ chuyện đấy là chuyện tùy khả năng của các cháu đừng nên ép đặt các cháu vâng tức là có những vấn đề mà liên quan đến văn hóa gia đình ở Việt Nam vào cái thời thời điểm hiện nay thôi còn có thể trước đấy thì nó hơi khác một chút à, mà chúng ta cần phải gọi là chỉnh sửa cái để 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 hội nhập vào cái xã hội khi chúng ta sống ở Châu Âu hay là Úc hay là Châu Mỹ à, xin được hỏi tiến sĩ Phạm Đỗ Chí từ Hoa Kỳ thì ông đã có một thời gian đi học trước 175 tại Sài Gòn sau đó thì ông đã có một thời gian làm hiệu trưởng một trường quốc tế ở một nước Đông Nam Á khi mà các con của ông phải đi học một trường tiếng Anh nhưng mà vì không không sống ở Việt Nam và Hoa Kỳ thì những cái bí quyết giáo dục hay những cái bài học giáo dục nào có từ cái thời trước của Việt Nam hay là hay là những cái gì ông quan sát ở, ở Hoa Kỳ có thể đóng góp cho những quý vị ở Việt Nam muốn quan tâm cái chủ đề này? Vâng, thì tôi trở lại trước cái gần như nói cái thời tôi đi học là thời Việt Nam Cộng Hòa một thì phải nhận rằng là cái xã hội hồi đó yên bình, không tao loạn như bây giờ. Và theo tôi, một vài cái khác biệt dựa nhìn về giáo dục trẻ em con trẻ cũng có thể phản ảnh cái tình trạng xã hội căng thẳng hơn bây giờ tuy nhiên về cái cái cách dạy con trẻ khắt khe thì tôi nghĩ rằng chính thời tôi chính tuổi thơ của tôi tôi cũng còn nhớ lại những hình ảnh tôi cũng một vài lần hư bị giơ tay ra bị đánh những thức kẻ rất dày hoặc là có ông thầy giáo lúc tôi là học lớp 5 bây giờ tôi còn bị để tóc tôi bị cầm cái tóc giật lên đau điếng mà nhớ bây giờ thì tóm lại đó cái cách đối xử với trẻ con Việt Nam bị ảnh hưởng cái cái giáo dục rất là khắt khe nặng nề của bậc phụ huynh bất kể từ thời cách đây 60 năm hay bây giờ thế nhưng tôi phải nhận ra là thủa tôi đi học ở đó cái cái không khí nói chung với bạn bè vẫn thân ái và không đến nỗi có cái vấn đề tranh đua thành tích quá nhiều như bây giờ và không có đánh nhau hay là tranh đua quá gay gắt và không có lập thành tích kỷ lục thì tôi nghĩ cái đó là cái kỷ niệm tôi nhớ gọi là giáo dục dưới thời việt nam cộng hòa một à, mới đây nữa cũng có nghe à, bà chủ tịch quốc hội khen ngợi về cái giáo dục việt nam cộng hòa à, và cái điều đó cũng làm cho nhiều người suy nghĩ là chính bản thân bà đã được xuất thân từ cái nền giáo dục việt nam cộng hòa thành tài và bây giờ bà nhớ lại có hối tiếc, tức là nó cũng có những cái ưu điểm của cái giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa ngày đó thưa. Nhắc đến chuyện đời sống sang Hoa Kỳ thì tôi cũng sang đây từ khá lâu, cũng đến 40, 50 năm. Thì cũng có các cháu đi từ cái lớp học ở cấp tiểu học, tức gọi là cấp 1 bây giờ đó. Thì công nhận là đúng như chị Hoa vừa trình bày, cái giáo dục Âu Mỹ hoặc Âu Châu hoặc Mỹ cũng mang một cái nét đặc điểm chung là khuyến khích cái tinh thần sáng tạo, của trẻ con thay vì tinh thần kỷ luật bắt học cái gượng ép thì hai tinh thần đó giống nhau ở bên Đức qua lời chị Hoa kể cũng như ở bên Mỹ mà tôi chứng kiến và riêng cá nhân tôi đó tôi cũng rút ra được một cái bài học thế này là thời ở Việt Nam tôi được đi học rất giỏi trong trường về từ trường thế nhưng mà tôi nghiệm thấy rằng là lúc lớn lên sau này ở bên Mỹ, cái tinh thần sáng tạo làm việc của tôi không bằng những người bạn Mỹ khác. Tôi mới tìm ra là Việt Nam được huấn luyện khát khe thi cử rất giỏi thế nhưng mà lúc làm <laughs> việc chưa chắc khá chính kinh nghiệm <laughs> bản thân của tôi, tôi thấy tôi học hành rất xuất sắc từ thời tiểu học trung học và lên ngay cả đại học bậc cử nhân. Thế nhưng mà từ cái cấp cao học đến tiến sĩ đó, tôi thấy rằng tôi do sự chuyên cần và học hành một cách mệt mỏi để tốt nghiệp chứ không phải là có cái tinh thần sáng tạo. Và sau đó tôi nghiệm thấy rằng là cái tinh thần sáng tạo cái lúc đi làm không bằng những người bạn bè của tôi. Thành ra tôi cũng cho rằng cái, cái, cái mình phải học rất nhiều ở cái tinh thần khai phóng sáng tạo của cái nền giáo dục Âu Mỹ. Và cũng không nên đặt quá nhiều vào vấn đề kỷ luật bắt trẻ con thổ nhỏ phải tranh đua học thật giỏi thi đỗ bằng cấp cao đứng đầu lớp. Tôi cho rằng cái đó với tư cách phụ huynh của trẻ em Việt Nam ở bất cứ nơi nào chúng ta phải thay đổi cái quan niệm đó mặc dù tôi biết rằng rất khó Vâng, có... cảm ơn tiến sĩ Phạm Đỗ Trí. Chúng tôi sẽ hỏi ông về cái chủ đề khác liên quan chính trị quốc tế sau. Nhưng mà xin phép được đọc ngay một số uh, bình luận gửi đến uh, cái chương trình Facebook Live này của BBC tiếng Việt. Uh, một bạn viết hơi có tính chất uh, đùa thôi. Uh, bạn Ngô Đức Minh. Ở Việt Nam phương châm luôn được quán triệt là thi đua yêu nước, yêu nước thì phải thi đua tức là cái vấn đề thi đua rất là nhiều à, một bạn khác là khai đỗ viết cô giáo như mẹ hiền hay cô giáo tát học sinh cạn lời à, một bạn nữa là, là lại đùa tiếp nhưng mà đùa hơi chua chát bạn nguyễn huy thanh giáo dục đức thấp kém lắm số lượng tiến sĩ và giáo sư thua hẳn việt nam học sinh đức không học thuộc lòng chủ nghĩa mác như sinh viên việt nam Đấy là một trong những cái bình luận. Thế nhưng mà bạn Quang Hạnh thì hỏi luôn, có thể hỏi bà Phương Hoa. Xin hỏi qua BBC là ở Đức có gian lận thi cử như ở Việt Nam hay không? Tôi khẳng định là không. Nếu như mà có trường hợp nào mà các học sinh mà gian lận thì sẽ... Chắc chắn là sẽ nhận được cái kỷ luật xứng đáng. Thế và tôi thì tôi nghĩ rằng là này nền giáo dục Đức không phải là nền giáo dục mà luôn là đi ra tranh uh, trường uh, đại học thứ nhất thứ nhì thế giới thì không nhưng mà họ đạt được những cái mà có lẽ là cũng có thể nói là cũng có những cái điểm đứng đầu thế giới được thì tôi cũng đặt một câu hỏi là tại sao cái giải Nobel từ thế kỷ thứ 19 có cái giải Nobel bây giờ? Thế và với Đức chỉ có hiện nay là gần 83 triệu dân mà họ đạt được nửa cái số giải Nobel thế giới đấy. Và còn ngựa còn lại trên thế giới có trên 6 tỷ dân nhưng lại đạt được con nửa giải Nobel. Vậy thì mình hãy đặt câu hỏi là tại sao mà Đức đạt được nhiều giải Nobel thế? Phải chăng nền giáo dục của họ có đạt có có cái phương pháp và đi cũng tương đối đúng hướng? Tôi chỉ đặt một câu hỏi luôn luôn trong đầu là như vậy. Vâng. Nhưng mà có câu hỏi luôn cho bà Hà, tức là và cũng cho uh, tiến sĩ Phạm Đội Trí, tức là bạn Nguyễn Viết Thắng hay Việt Thắng Viết, hỏi luôn là giáo dục Việt Nam hiện đang đi sau thế giới rất nhiều, dù năm nào cũng chi cả ngàn tỷ đồng để cái giáo dục và sách giáo khoa vậy thì cái, cái 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 giải pháp là gì ạ? mỗi người có thể cho một ý kiến nhỏ tức là theo quan sát của quý vị thì chúng ta phải đóng góp gì trong một cái ý kiến nào đấy để Việt Nam phải thay đổi ở cái điểm nào từ đâu? Ạ? đây thì tôi không đi trực tiếp vào câu hỏi này và tôi lấy một ví dụ trước đây thì tôi có trong có tham gia dạy tiếng Việt cho các học, học sinh nước ngoài tại Đức và học sinh Việt Nam mà các cháu có nhu cầu học tiếng Việt Nam thì trong cái chương trình đó thì có một lần có một cái dự án của Việt Nam đưa sang và theo tôi biết thì họ thông báo là chi rất nhiều tiền cho cái dự án đó nhưng khi sang hỏi muốn là phổ biến và muốn là chúng tôi sẽ sử dụng cái dự án đó và họ làm để cho người nước ngoài thực dụng ở các nước ngoài à để, để để dạy học sinh ở nước ngoài nhưng khi mà ra nơi thì tôi nói thật dạy tiếng Việt đấy là cho những người đã biết tiếng Việt và phải tương đối giỏi tiếng Việt tức là họ không đi sát thực tế. Thì qua đây thì tôi thấy là cái chẳng hạn sách giáo khoa ở Đức chẳng hạn là họ là được viết qua tất cả những cái kiểm nghiệm các giáo trình đã từng các cái chương trình đã từng giảng dạy và sau đó là các nhà xuất bản họ in ra những cái tập giáo khoa đó và được bộ giáo dục liên bang họ thông qua sau đó là về các tiểu bang vì mỗi một tiểu bang là có một nền giáo dục độc lập tự họ làm và họ xem được là cái giáo cái sách giáo khoa nào đó hợp với tiểu bang mình và cuối cùng đến các giáo viên các trường tự chọn xem trong cái số giáo khoa đó cái gì hợp với mình thì họ dạy học sinh chứ không áp đặt như của Việt Nam tôi nghĩ đấy là, một là Việt cái... Nam đem một cái dự án rất nhiều tiền đi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài Đúng theo một mà... trình độ không phù hợp cuối cùng thì không dùng được một tí nào hết Vâng, coi như phí tiền đấy. toàn toàn phí tiền vâng. tôi thì tôi ngay từ đầu tôi đã thấy không hợp lý rồi và và sau đó thì cũng là không sử dụng tí nào tốn rất nhiều tiền Vâng. ông Phạm Đỗ Chí ạ vâng tôi thì có một ý nghĩ rất là dị tôi vẫn nghĩ là trẻ thơ Việt Nam quá cực khổ trong chuyện học hành và tôi nghĩ rằng là cái kết quả lâu dài sau này về nghi, nghi, nghiên cứu hay ra đi làm lại còn thua kém thiên hạ rất nhiều tôi nói với xã hội Âu Mỹ thành ra theo tôi là nếu có thể nào và có một cái tinh thần thoải mái hơn cho trẻ con Việt Nam được hưởng cái tuổi thơ của nó học hành căn bản tôi gần như tôi về Việt Nam tôi thấy là trẻ con Việt Nam không có tuổi thơ và ngoài ra cái tinh thần mà học hành mà để tranh đua như mình đặt ra bây giờ có thể tạo ra được một số thí sinh thi tuyển đạt được những cái giải toán giải lý hóa nhất thế nhưng mà ra đời chưa chắc đã phục vụ được cho cuộc đời chúng nó hạnh phúc thế thành ra nên nghĩ lại cái vấn đề sâu xa của căn bản và bắt đầu bằng cái chương trình giáo dục không cần quá nặng nề à, và thứ hai nữa đó là cái 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 cái, cái, cái vấn đề để tương đối hơi có vẻ nhạy cảm với cái nhà chức trách là có cái vấn đề đặt ra lý thuyết chính trị bắt cho sinh viên phải học đến độ 15-20% làm cho cái chương trình đại học của chúng ta rất yếu kém gần như là cái đó vấn đề nan giải nhưng các trà chính trị đã quyết như vậy thì cũng phải nên nghĩ lại cái đó